Trâm và kênh tin tức xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại nhận được rất nhiều những tin nhắn cảm ơn đến từ quý vị. Đó chính là động lực để những người thực hiện chương trình liên tục hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và hãy like, share để những thông tin này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa tổng hợp trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Dự kiến 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Cát tặc lộng hành, chính quyền bó tay. Tài xế ô tô không chịu đo nồng độ cồn, nói người thân là phó chủ tịch. Dự kiến 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800 đồng một tháng. Theo Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng được giữ nguyên từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến nay, nếu so với mức lương vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp, thì mức lương 1.490.000 đồng một tháng áp dụng đối với đối tượng hưởng lương ngân sách mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 là 3.932.500 đồng một tháng, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng, tăng thêm 20,8%, thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương phụ cấp và người lao động, sau đây gọi chung là người hưởng lương phụ cấp, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương cấp tỉnh, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện, ở xã, phường, thị trấn, cấp xã, ở đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Những người hưởng lương phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm: thứ nhất, cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và điều khoản 2, điều 4 luật cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức năm 2019. Thứ hai, cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản 3 điều 4 luật cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức năm 2019. Thứ ba, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại luật viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức năm 2019. Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang quân đội công an cơ yếu theo quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang được xếp lương theo Nghị định số 204-2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ năm là người làm việc trong các chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45-2010 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Thứ sáu, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ, công an nhân dân thuộc Công an nhân dân. Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Thứ chín là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định này. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng một tháng. Cát tặc lộng hành, chính quyền bó tay. Kính thưa quý vị, những năm gần đây, cát tặc liên tục hoành hành tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, nhưng cơ quan chức năng không xử lý triệt để.
Giữa tháng 2, từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam đã đến khu vực suối Đạ Nàng, đoạn thuộc địa phận thôn R Hang Trụ, xã Phúc Thọ để ghi nhận thực tế. Tại đây có đến 6 điểm cát tặc đặt máy múc, máy hút lớn nhỏ thi nhau khai thác cát. Các xe tải ra vào các bến bãi thường xuyên để vận chuyển cát mang đi nơi khác tiêu thụ, khiến cuộc sống làng quê bị xáo trộn. Cát từ các xe lớn nhỏ đổ xuống đường DT726 tạo thành lớp và kéo dài, đe dọa an toàn giao thông. Cát tặc đua nhau cát cứ lập bãi khai thác ở khu vực từ cầu thôn 5, xã Phúc Thọ đến chân thác Nếp, xã Phúc Thọ với chiều dài gần 5 km. Tại đây, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều vị trí ven suối bị sạt lở, ăn vào đất sản xuất của người dân địa phương. Tàu khai thác cát tiến sát mố cầu dân sinh thôn 5 khiến móng trụ bị sụt lún, người dân phải gom tiền ra sửa chữa. Ở bãi bồi ven suối xuất hiện hàng loạt hố khai thác cát với đường kính từ hàng chục đến hàng trăm mét. Theo người dân, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực diễn ra suốt cả chục năm nên vùng đất trong lành ngày xưa đã bị hủy hoại, trở nên hoang tàn như bãi chiến trường. Ngày 18 tháng 2, khi phóng viên đến ghi nhận tại điểm khai thác cạnh chân cầu làng 2, thì một thanh niên hổ báo từ khu chòi gần đó lao ra chửi bới và đe dọa. Người này yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực và cấm quay phim chụp hình với lời lẽ thô tục. Người này sau đó đòi xông tới tấn công phóng viên nhưng một thanh niên khác đã chạy lại can ngăn. Tuy vậy, thanh niên hổ báo vẫn hướng về phía phóng viên và chửi bới đe dọa. Theo người dân, thanh niên hổ báo đe dọa phóng viên là giao tự. Người này thuộc thành phần bất hảo tại địa phương, chuyên đi đe dọa, lấn chiếm vườn ven suối của người dân để khai thác cát trái phép. Theo người dân, tình trạng khai thác cát trái phép ở địa phương diễn ra ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Người dân báo lên chính quyền phản ánh thì ít phút sau sẽ có đầu nậu khai thác cát gọi điện đe dọa. Nhiều lần vừa gọi điện cho cán bộ xã xong thì dưới này các đầu nậu ngưng hoạt động, thu xếp máy móc. Cán bộ xuống kiểm tra xong đi về thì họ lại khai thác trở lại, một người dân phản ánh. Về tình trạng khai thác cát tại khu vực thôn Rang Hàng Trụ nói trên, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà xác nhận cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho một đơn vị có tên là Lê Trương Đà Lạt nạo vét lòng hồ, thu hồi cát sỏi trên phạm vi 2 hectare. Còn lại, những điểm khai thác mà người dân phản ánh báo chí ghi nhận đều nằm ngoài phạm vi cấp phép. Ông Nguyễn Văn Danh nói, chúng tôi truy quét quyết liệt nhưng nhiều trường hợp lén lút hút cát vào ban đêm, nhiều chỗ chưa xử lý triệt để. Khu vực này khá phức tạp vì giáp danh giữa xã Phúc Thọ và xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rồng. Cũng theo ông Danh, những người khai thác cát trái phép cho người đến các quán cà phê cạnh Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ để cảnh giới cán bộ. Khi cán bộ xã đi kiểm tra thì lập tức báo vào bãi để né tránh. Về phương án xử lý triệt để vấn nạn cát tặc, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ cho rằng đây là vấn đề rất khó. Ông Tạ Xuân Thành, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lâm Hà xác nhận, toàn bộ điểm khai thác cát ở thôn Rang Trụ nằm ngoài phạm vi của công ty Lê Trương Đà Lạt đều hoạt động trái phép. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà và chính quyền xã Phúc Thọ tổ chức các đợt truy quét nhưng vẫn không thể xử lý triệt để. Huyện đã lắp đặt camera thông minh ở khu vực và cắt cử người chụp camera để nắm bắt tình hình nhưng không phát hiện kịp thời nên chưa kịp xử lý, ông Tạ Xuân Thành nói. Khu vực đất xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép đa phần nằm trong vùng đất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng từng thu hồi để doanh nghiệp làm dự án thủy điện. Theo đó, năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi 295,65 hectare đất và giao cho công ty lắp máy và xây dựng 45.1, công ty cổ phần Lilama 45.1 xây dựng các hạng mục công trình thủy điện Sa Đông tại xã Đạ Đờn, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà và xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rồng. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án thủy điện Sa Rung và đến năm 2016 giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà và Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rồng quản lý. Tài xế ô tô không chịu đo nồng độ cồn, nói người thân là phó chủ tịch. Kính thưa quý vị, nam tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, gọi điện thoại kéo dài thời gian và nói là có người thân là phó chủ tịch để bỏ qua vi phạm. Tối 18 tháng 2, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thường Tín, Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại tỉnh lộ 427, dừng xe ô tô biển kiểm soát 30Y26XX. Sau khi thông báo cho tài xế tên G về việc kiểm tra nồng độ cồn, người này lẩn tránh nhất quyết không hợp tác thổi vào máy đo nồng độ cồn, liên tục cầm điện thoại để gọi cho người khác và giới thiệu có người thân là phó chủ tịch để được tổ công tác bỏ qua. Tại thời điểm kiểm tra, ông G không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, không xuất trình đăng ký xe, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường.
Theo quy định, với việc không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, ông G có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong thời gian vừa qua tại Hà Nội, cũng xuất hiện một số trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, tự xưng là cán bộ nhân viên một số đơn vị nhằm để xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi. Điển hình, vào tháng 12 năm 2022, Tổ công tác Y9141, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội dừng kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế xe máy biển kiểm soát 29X5011XX. Trong quá trình làm việc với tổ công tác, người này có biểu hiện say rượu bia và không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ. Sau một thời gian dài giải thích, tài xế mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn và cho kết quả là 1,235mg trên 1 lít khí thở. Và đây là mức vi phạm cao gấp 3 lần mức kịch khung. Đáng chú ý là tài xế không ký vào biên bản mà còn đe dọa người dân được mời chứng kiến vụ việc, đồng thời tự xưng tên là Hùng đội phó cơ động. Sau đó, tổ công tác làm rõ người đàn ông này là VPA sinh năm 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, ông A không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tương tự, đêm 18 tháng 12 năm 2022, tổ công tác Y1141 làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao quán sứ Tràng Thi Hoàn Kiếm, Hà Nội dừng kiểm tra xe ô tô Mercedes màu trắng biển kiểm soát 30K072XX do tài xế NDH sinh năm 1983, trú tại Đan Phượng, Hà Nội điều khiển. Sau khi đo nồng độ cồn, kết quả là 0,068mg trên 1 lít khí thở. Biện minh cho phạm vi trên, tài xế H nói rằng mình là nhân viên của một cơ quan nhà nước đang đưa một số người về nơi làm việc, không được bỏ qua vi phạm. Tài xế liên tục tỏ thái độ không chấp hành, to tiếng với tổ công tác và đòi xem tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn, kế hoạch làm nhiệm vụ chuyên đề đo nồng độ cồn. Sau một thời gian dài không chấp hành yêu cầu của tổ chức công tác, cán bộ chiến sĩ buộc phải mời tài xế H ra ngoài khu vực làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các tổ công tác đã xác minh thông tin làm rõ, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.